Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017. Theo đó, riêng tuyển sinh lớp 6 trong năm nay, các trường tiếp tục thực hiện bằng hình thức xét tuyển mà không tổ chức thi. Vì thế, nhiều trường trung học cơ sở đã đưa ra dự kiến nhiều tiêu chí phụ để xét tuyển nhằm có chất lượng học sinh tốt nhất. Theo đó, một số trường trung học cơ sở có tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra thêm một số tiêu chí phụ để tuyển sinh vào lớp 6. Như trường trung học cơ sở Vân Đồn tại quận 4 dự kiến sẽ tuyển sinh lớp 6 năm nay theo các tiêu chí như trong các năm học tiểu học phải đạt các phẩm chất đạo đức, đạt điểm chuẩn của hai môn toán và tiếng Việt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 5, được bầu khen thưởng vào cuối năm học. Trường chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 6, đạt giải thể dục thể thao cấp quận, cấp thành phố, hội khỏe Phú Đồng. Đặc biệt, đối với trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh được xét tuyển vào lớp 6 phải hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại chính Thành phố Hồ Chí Minh, không được tại các địa phương khác và phải có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn Việt, tiếng Việt và môn toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. Ngoài ra, trường tiếp tục áp dụng hình thức khảo sát năng lực bằng tiếng Anh.